Anh em nào thích xài vít Nhật, mua thử một cái về xài cho biết. Mình xài cho biết đi với người ta. Nhiều khi mình trải nghiệm rất là nhiều rồi. Thật ra anh mua vít Trung Quốc nó có 15 ngàn chứ nhiều, đúng không? Nhưng mà cái này nó 80 ngàn nó khác anh em. Nó 80 ngàn nó khác. Anh em có thể để đó, anh em sử dụng hoài luôn. Rất là lâu anh em mới cần mua một cây vít mới. Đó là cái sự khác biệt. Còn nếu mà anh em mua vít Trung Quốc thì mình xài là gần như cái tâm lý mình xài là bỏ đó nè, đúng không? Mình xài là mình bỏ đó. Cái tâm lý của mình là vậy, trừ em nghe kỹ tính lắm thôi. Chứ mà đa phần của chúng ta ở đây là anh em sẽ không được thì bỏ thôi. Rồi đó là những cái dòng một đầu nha anh em. Nó có hai cái chiều dài. Còn bây giờ em lên cho anh em là dòng hai đầu. Đây mẫu này. Thì mẫu này là dòng hai đầu, anh em có thể sử dụng để bắn gỗ kim loại được ha. Hai đầu BH2 chiều dài 85mm. Đó. Dòng này á, thì nó sẽ có một cái ưu điểm là gì? Nó sẽ tiết kiệm hơn. Và anh em thấy dòng hai đầu này thì chắc chắn là thiết kế cho máy bắn vít rồi. Chắc chắn là máy bắn vít rồi, tại vì nó hai đầu nó sẽ dài, nó không ngắn được. Anh em nào mà xài mấy máy Mỹ tay đó thì anh em gần như là không mua được mấy cái này. Rồi cái này giá bán là 70 ngàn ha, 70 ngàn một cái nha, chứ không một dĩ nha. Một hộp về là 10 cái. Nhập như vậy thì bán lẻ cho anh em, chứ hãng là bán mình nó bán một cục như vậy. Mình thì mình mua về sao mình bán, mình nhập sỉ mình bán lẻ cho anh em. Thì đây là anh em mua đống này sao anh em xài hết, đúng không? Thì anh em mua một cây này thôi, chỉ có 70 ngàn.